Ngày 8 tháng 8, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo xem xét giải quyết tố cáo việc Công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện các hành vi trái pháp luật, trấn áp, tự ý phá khóa, bắt giữ người, gây thiệt hại về danh dự, tài sản của công dân xảy ra tại lô đất TH1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Trước đó, báo điện tử Tầm Nhìn đăng tải hai phóng sự nhóm người tự xưng là công an bắt người trái luật và phóng sự Hà Nội cần làm rõ vụ phá cổng bắt giữ người tại Bắc Từ Liêm. Phản ánh về việc sáng ngày 2 tháng 8, một nhóm người khoảng 30 người, trong đó hơn nửa là không mặc quân phục của lực lượng công an nhân dân, đã tự ý bố trí lực lượng chặn hai đầu đường lô đất TH1, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để cắt phá cổng số 1 của lô đất, mặc dù các cổng khác của lô đất TH1 vẫn đang mở. Theo thông tin đăng tải trên một số cơ quan thông tấn báo chí, lý do để cắt phá cổng số 1 của lô đất TH1 là để giải cứu 4 cán bộ nhân viên trường tiểu học và trung học cơ sở Pasca bị bắt giữ tại lô đất TH1 theo trình báo lúc 10 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8. Thế nhưng theo camera an ninh ghi nhận, vào lúc 10 giờ 39 phút ngày 2 tháng 8, khi công an Bắc Từ Liêm đang phá cổng giải cứu, thì bà Nguyễn Hồng Linh, người được cho là đang bị bắt giữ, lại đang dạo quanh nơi giải cứu chính mình, ở cổng 3, nơi cửa cổng đang mở, và cũng không ai cản trở việc giải thoát của bà Linh. Trước đó, ngày 29 tháng 7, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục TDS Việt Nam, với tư cách là chủ sở hữu và sử dụng lô đất TH1, đã gửi công văn số 94 CVTDS đến Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 1, ban lãnh đạo trường Pasca, về việc tới ngày này vẫn còn một số nhân viên Pasca ngủ đêm tại lô đất TH1, yêu cầu nhân viên trường phải di rời khỏi nhà tại ô đất. Trao đổi vấn đề này với luật sư Hoàng Văn Doãn, văn phòng luật sư Hoàng Hưng cho rằng, trong tình huống này cần phải xác định có ai bị bắt giữ tại trường không mà giải cứu, và giải cứu ai, những người này có phải bị giam giữ ở đó hay không. Nếu công ty TDS đã có văn bản thông báo cho chính quyền, phường, quận nắm việc, có nhiều người lạ sinh hoạt tại địa điểm TH1 thì làm sao có chuyện giải cứu ở đây? Nếu không có thì thời điểm đó lực lượng chức năng xuống giải cứu có được xem là thi hành công vụ hay không? Ngay trong ngày 2 tháng 8, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định trả tự do cho hai cán bộ của công ty TDS. Nhưng cho tới nay vẫn còn hai người, trong đó một người là bảo vệ, một người là tạp vụ vẫn đang bị Công an quận Bắc Từ Liêm tạm giữ. Liên quan đến vấn đề này, báo điện tử Tầm Nhìn cũng đã liên hệ làm việc với Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm để làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.